Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Đảm bảo tính khả thi của luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Gặp gỡ giao lưu giữa anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động với thế hệ trẻ. Meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Gần 400 công nhân công ty Tria tiếp tục ngừng việc đòi quyền lợi. Những thông tin thế giới nổi bật, Ngoại trưởng Mỹ gặp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên. Ngoại trưởng Nga thăm Triều Tiên. Singapore thắt chặt an ninh trước đối thoại Shangri-La lần thứ 17. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Sáng nay ngày 31 tháng 5, Quốc hội nghe Chính phủ giải trình về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao. Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, dự thảo luật được chỉnh lý về cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng trong xây dựng luật, trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng. Dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi đã bổ sung quy định mới về xử lý tài sản, thu nhập thực tế lớn hơn tài sản, thu nhập đã kê khai hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người kê khai không phải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc phần tài sản, thu nhập chênh lệch hoặc tăng thêm và chưa có căn cứ xác định do phạm tội mà có. Ủy ban Tư pháp nhận thấy đối với tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp thì tùy từng trường hợp pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể để xử lý hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu hoặc tịch thu sung công. Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao. Việc bổ sung quy định về đặt cược thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của một bộ phận người dân, đồng thời tăng cường sự quản lý, giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hạn chế tác động xấu của loại hình kinh doanh này đối với xã hội và đem lại một khoản thu cho ngân sách nhà nước. Thì hiện nay tổ chức đua ngựa, đua chó đã có ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Thì vấn đề này thì chỉ mới được quy định ở nghị định, cho nên là việc quy định vấn đề này trong dự thảo luật là cần thiết. Giải thích từ ngữ ở khoảng 6 điều, đối tượng có nghĩa vụ kê khai để phù hợp với quy định của Đảng. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tiếp ông Lim Chae-hun, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng tân Tổng lãnh sự Lim Chae-hun nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam. Đồng thời thông tin với đoàn về mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Hàn Quốc, kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch của tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 60 dự án có vốn đầu tư Hàn Quốc, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất thép và các sản phẩm sao thép, đồ nội ngoại thất, tiêu dùng, xây dựng, hàng gia dụng với tổng vốn đăng ký là 3,54 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi tiếp ông Lim Chae-hun, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác của mình, ông Lim Chae-hun tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam Hàn Quốc và gắn kết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại tỉnh. Tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc ông Lim Chae-hun bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác và ngày càng phát triển giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Hàn Quốc. Trên cương vị công tác mới, ông sẽ làm cầu nối giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông lâm ngư nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch là nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm ngành hàng và toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tỉnh một số nhóm giải pháp thực hiện đề án liên quan đến cơ chế chính sách, đào tạo và bố trí sử dụng nguồn nhân lực, về khoa học công nghệ, về bảo quản, chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch, về đổi mới cơ cấu vốn đầu tư và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.
việc điều chỉnh quy hoạch nông lâm ngư nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh tập trung vào việc điều chỉnh ngành thủy sản phát triển mạnh các loại tàu vỏ thép, composite và vật liệu mới có công suất lớn để khai thác xa bờ. Lĩnh vực trồng trọt điều chỉnh theo hướng giảm diện tích cây cao su, tập trung vào 4 loại cây ăn quả đặc sản là nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, thanh long và bưởi da xanh. Tăng diện tích trồng hồ tiêu, rau, hoa cây cảnh, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong chăn nuôi thay thế hình thức nuôi nông hộ bằng các hình thức trang trại bán công nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp phù hợp, tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất chủ trương điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn chỉnh đề án theo hướng khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó tập trung làm rõ nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, nâng cao nguồn nhân lực và liên kết tìm kiếm thị trường, giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu để không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu. Thực hiện chuyên đề giám sát thực tế tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Sáng nay 31 tháng 5, Đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Đình Khoa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có chuyến khảo sát thực tế tại 6 mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, gồm mỏ cát xây dựng vật liệu san lấp Tây Hồ Châu Pha của Công ty Cổ phần Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, mỏ vật liệu san lấp Tóc Tiên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bình Minh, mỏ đá lô 13 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Phương, mỏ đá xây dựng số 14A của Công ty Cổ phần Phú Đức Chính, mỏ đá lô số 11 của Công ty Cổ phần Thanh Tâm, mỏ đá chẻ khe Suối Ngọt 2, doanh nghiệp tư nhân Hồng Quang. Qua khảo sát thực tế 6 mỏ khai thác khoáng sản, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận mỏ đá chẻ khe Suối Ngọt 02 của doanh nghiệp tư nhân Hồng Quang và mỏ vật liệu san lấp Tóc Tiên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bình Minh đã ngừng khai thác, đóng cửa mỏ, nhưng việc phục hồi môi trường hầu như chưa được thực hiện. Mỏ cát xây dựng vật liệu san lấp Tây Hồ Châu Pha của Công ty Cổ phần Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chưa được cấp phép, nhưng hiện trạng cho thấy đã có hoạt động khai thác cát tại khu vực. Xe cuốc và các máy móc phục vụ cho việc khai thác cát được tập kết tại hiện trường. Đối với hoạt động của các mỏ đá lô 11, 13, 14A, Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh nhắc nhở các chủ đầu tư cần chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 1948, 11 tháng 6 2018, tỉnh đoàn phối hợp với ban thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động với thế hệ trẻ. Gần 500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã được nghe anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn, anh hùng lực lượng thời kỳ đổi mới Lê Văn Kháng và các gương tuổi trẻ điển hình Lê Minh Quang, bí thư huyện Đoàn Đất Đỏ, Phan Thị Phúc, bí thư xã Đoàn Kim Long, huyện Châu Đức, chia sẻ về các phong trào thi đua yêu nước trong thời chiến cũng như thời bình, chia sẻ giới thiệu những mô hình khởi nghiệp hiệu quả, cách làm hay trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên và các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh phổi. Ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm nay, được chọn với chủ đề thuốc lá và bệnh tim mạch nhằm khuyến cáo mọi người cần có những hành động kịp thời và hiệu quả để làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá do Sở Y tế tổ chức đã diễn ra tại công viên Lê Thành Duy, thành phố Bà Rịa vào sáng nay, với sự tham gia có đại diện các sở ngành và gần 200 đoàn viên thanh niên. Nhiều công trình nghiên cứu y khoa cho thấy, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch độc lập với các yếu tố nguy cơ khác như thay đổi nồng độ cholesterol. Yếu tố này phối hợp với các yếu tố khác làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch. Theo Bộ Y tế, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá, gấp hơn 5 lần số người tử vong do tai nạn giao thông. Đến năm 2030, con số này ước tính có thể tăng lên tới 70.000 người một năm. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá diễn ra tại nhiều địa phương, gồm nhiều hoạt động, meeting, tọa đàm, các vấn đề về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe tim mạch. Trong buổi meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá diễn ra sáng nay, đại diện Sở Y tế kêu gọi các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chung tay phòng chống tác hại của thuốc lá, đưa luật phòng chống tác hại của thuốc lá đi vào cuộc sống. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đoàn viên, hội viên thanh niên về ý nghĩa của hành động hiến máu tình nguyện, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia hiến máu cứu người,
Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018. Với chủ đề giọt máu, kho báu tình người, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 350 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia. Đây là lần thứ hai mình hiến máu. Tại vì thật sự việc hiến máu thì mình nghĩ nên làm. Vì có những cái người người ta rất cần những cái lượng máu và sẽ cứu được nhiều người. Đây là lần thứ ba em đi ạ. Hiến máu là nghĩa cử tốt đẹp nên là mình trong lúc mình khỏe mạnh có những người cần đến sự giúp đỡ của mình thì mình cho đi giọt máu của mình, sau này mình có thể được giúp đỡ lại, nghỉ về em đi thôi. Thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đoàn viên, hội viên thanh niên và nhiều người dân. Bán gần đây nhưng mà thấy mấy chú qua muốn mua cà phê, nhưng mà mấy chú tiếp xúc nói chuyện thì thấy rất hay nên tôi qua đây để mà hiến máu, nhưng mà bác sĩ nói tôi là thiếu máu não, rối loạn tiền đình, cũng bữa nay chưa đạt tiêu chuẩn, để lần sau. Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018, ban tổ chức thu được hơn 200 đơn vị máu. Tất cả lượng máu này được chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác cấp cứu bệnh nhân. Thưa quý vị, chiều nay 31 tháng 5, với môn thi cuối cùng là tiếng Anh không chuyên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã kết thúc an toàn và nghiêm túc. Là trường đào tạo học sinh năng khiếu, học sinh giỏi, những năm gần đây, trường Lê Quý Đôn ngày càng có nhiều học sinh đạt giải thưởng cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh. Đặc biệt năm học vừa qua, trường Lê Quý Đôn đã có học sinh đạt giải nhất kỳ thi Olympic toán quốc tế. Do vậy, thi đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn là mơ ước của nhiều học sinh và cả phụ huynh học sinh trong tỉnh. Số lượng thí sinh thi vào trường vì vậy cũng ngày càng đông. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018-2019 thu hút hơn 1.000 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước đến nay, vượt hơn 200 thí sinh so với năm học trước. Trong hai ngày thi 30 và 31 tháng 5, hầu hết các thí sinh đều có mặt sớm và đông đủ tại hội đồng thi. Vì nhà ở xa cho nên em phải thức dậy sớm từ khoảng 5 giờ rưỡi để chuẩn bị và đến trường. Cũng bởi vì em rất là kỳ vọng vào kỳ thi này. Em rất muốn hỏi trường Lê Quý Đôn. Sáng sớm em thường dậy 5 giờ để ôn bài và 6 giờ để bắt đầu chuẩn bị lên đến trường. Và từ đây đến Lê Quý Đôn cũng tới nửa tiếng cho nên từ đó em chỉ kịp ôn bài thôi. Và em muốn học vô trường Lê Quý Đôn bởi vì học Lê Quý Đôn có thể dễ được đậu những trường đại học danh tiếng hơn. Số lượng thí sinh đông, song chỉ tiêu tuyển sinh của trường chỉ có 350 chỉ tiêu. Những môn chuyên như toán, tiếng Anh, văn có số lượng thí sinh dự thi cao gấp 3 đến 4 lần so với chỉ tiêu. Khi tham gia cái cuộc thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn thì em thấy nó cũng khá là hồi hộp. Cái số lượng đăng ký nó đông mà chỉ lấy khoảng 1/3 trong số đấy. Tại vì năm nay đông cho nên là đề của nó sẽ nâng cao hơn. Với lại là em sợ là mình sẽ không đủ khả năng để vượt qua những cái bạn khác để mà vào đây học. Tôi đưa con xuống đây cũng mấy ngày rồi, cũng chuẩn bị để cho cháu quen với môi trường như này đó. Thì hôm nay thì cũng sáng thấy cũng lo, rồi dậy sớm, chuẩn bị cho con ăn uống. Thì cháu dậy rồi tinh thần cũng thoải mái lắm, chuẩn bị để đến trường thi. Nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, công tác làm đề thi, coi thi, bảo vệ an ninh trật tự cho kỳ thi đều được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt. Hoàn thành 2 ngày thi, đa số thí sinh cho rằng đề thi năm nay chủ yếu bám sát vào chương trình lớp 9. Môn toán đề thi khó hơn so với mọi năm. Môn văn có nhiều câu hỏi gợi mở và phân tích, khuyến khích học sinh thể hiện quan điểm riêng với các vấn đề trong cuộc sống. Kết thúc 2 ngày thi, không có trường hợp thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế thi, không có tình trạng thí sinh đến hội đồng thi bị trễ giờ, lực lượng coi thi giám sát chặt chẽ xung quanh khu vực thi nên không có tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Dự kiến ngày 6 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển. Bức xúc vì công ty chậm trả lương, không đóng bảo hiểm xã hội và nhiều chế độ không được đảm bảo, sáng nay 31 tháng 5, gần 400 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn, gọi tắt là công ty Trias, khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, tiếp tục đình công và tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi. Trước đó, hàng trăm công nhân đã đình công nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Theo nhiều công dân phản ánh, công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn, gọi tắt là công ty Treja, tại khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, đang nợ lương của công nhân từ tháng 4 năm 2018 và không đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân từ tháng 3 năm 2017 đến nay. Nhiều công nhân được công ty điều động tăng cường hỗ trợ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Strategic Marine, nhưng lại hủy bỏ hợp đồng lao động cũ và bắt người lao động ký hợp đồng thời vụ. Ngoài ra, nhiều chế độ khác của người lao động cũng không được đảm bảo, như đã hơn 2 năm công ty không cung cấp đồ bảo hộ lao động, chế độ độc hại bị cắt. Sau đợt đình công của hơn 100 công nhân, vào ngày 17 tháng 4 năm 2018, đại diện công ty Treja hứa đến ngày 25 tháng 4 sẽ thực hiện đầy đủ các chế độ về lương và bảo hiểm cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa thực hiện, trong khi người lao động vẫn tiếp tục đi làm và chỉ được chi trả 25-30% mức lương. Bây giờ chúng tôi làm từ thứ hai giờ tới đến thứ năm, lương chúng tôi bây giờ là bị cắt giảm, phụ cấp cũng cắt giảm như thế, mà bây giờ còn nợ lương nữa thì không đảm bảo được cuộc sống gia đình chúng tôi. Mà bây giờ hiện tại công nhân là trên 500 người, 500 gia đình trông chờ vào công ty. Hiện tại bây giờ là chúng tôi chỉ cần là chốt sổ bảo hiểm cho công nhân chúng tôi, còn khoản tiền lương của công ty nợ thì sau này có trả thì trả, còn không thì cũng bó tay. Một là chậm giấy phép đồng, hai nữa là nghỉ không lương theo luật định của Sở Lao động và Thương binh. Thứ ba nữa là phải giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm là xã hội đấy, thì cho chúng tôi để chúng tôi kiếm công ăn việc làm khác. Ngoài việc chậm trả lương và không đóng bảo hiểm, nhiều người lao động còn bức xúc về việc công ty không thực hiện đúng luật lao động và hợp đồng lao động đã ký kết. Theo hợp đồng thì công nhân làm việc 6 ngày một tuần, nhưng người lao động chỉ làm việc 4 ngày một tuần, còn lại 2 ngày nghỉ không lương và cũng không có chế độ gì. Tính ra là mỗi tháng là coi như là bắt nghỉ là tầm khoảng 8 ngày, 7 ngày. Mà trong cái đó nếu mà trường hợp mà người lao động mà coi như có vợ con ốm đau, hoặc là trùng với ngày lễ là nghỉ thì thêm là coi như mấy ngày bắt buộc là mình nghỉ không lương, thì cuối cùng là đâm ra mình là sai gián đoạn bảo hiểm, mà cái này là không phải do bản thân của mình sai, thì công ty phải đóng bảo hiểm cho người lao động, chứ đâu phải bắt người lao động là coi như là sai luật với bảo hiểm vậy được. Tiền bảo hiểm của chúng tôi vẫn trừ tới cho tới từ năm 2000, từ 2017 cho tới bây giờ công ty vẫn trừ, mà tại sao lại tụi tôi lại không có bảo hiểm, không có sổ mà trả những cái tiền bảo hiểm đó cho chúng tôi là tại sao? Trong sáng nay, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu và các cơ quan chức năng đã có mặt để tìm hiểu vụ việc và làm việc với công ty. Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên liên hệ để tìm hiểu thông tin, thì cả công ty và đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đều từ chối làm việc. Vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cập nhật những thông tin thế giới. Trong bối cảnh các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên triều, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới tại Singapore. Hôm nay 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-chol tại New York. Ông Kim Jong-chol được coi là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là quan chức cấp cao nhất của Bình Nhưỡng tới Mỹ trong gần 20 năm qua. Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo và Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ông Kim Jong-chol đã bắt đầu thảo luận tại cuộc gặp ăn tối ở một tòa nhà gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút và hai ông đã rời tòa nhà mà không phát biểu với phóng viên. Theo thông báo từ Nhà Trắng, ông Pompeo và ông John sẽ xúc tiến công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước. Cuộc gặp giữa hai quan chức được trông đợi sẽ phần nào giúp thu hẹp bất đồng giữa Washington và Bình Nhưỡng trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Trong khi Mỹ muốn tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân diễn ra nhanh chóng và không thể đảo ngược, thì Triều Tiên bác bỏ mọi đòi hỏi một phía về phi hạt nhân hóa. Hiện các nước liên quan cũng đang tích cực thúc đẩy để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên có thể diễn ra. Sáng nay 31 tháng 5, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã tới thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Dự kiến trong chuyến thăm này, ông Lavrov sẽ hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên, ông Ri Yong-ho, về một loạt vấn đề như là quan hệ song phương và những diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tới Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh giới chức Triều Tiên và Mỹ đã tăng tốc công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 tới. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tới Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền điều hành đất nước vào năm 2011. Nga hiện là đối tác truyền thống của Triều Tiên bên cạnh Trung Quốc. Hôm qua 30 tháng 5, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel đã tới thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Díaz-Canel trên cương vị này. Phát biểu tại sân bay Maiquetia ở thủ đô Caracas, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel bày tỏ vui mừng khi đến thăm Venezuela. Ông đã chúc mừng Tổng thống Venezuela, ông Nicolás Maduro, tái đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 20 tháng 5 vừa qua, đồng thời miêu tả chiến thắng của ông Maduro là một thành công vang dội. Theo kế hoạch, ông Díaz-Canel sẽ tới viếng mộ cố Tổng thống Hugo Chávez, người đã có mối quan hệ thân thiết với Đại tướng Raúl Castro Ruz và cố Chủ tịch Cuba, ông Fidel Castro, trong giai đoạn nắm quyền từ năm 1999 đến 2013. Chuyển sang những thông tin khác. Trước giờ khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 17 vào tối mai 1 tháng 6, Singapore đã thắt chặt an ninh tại mọi ngã đường dẫn tới địa điểm họp, nhằm đảm bảo an toàn cho các chính khách, gồm bộ trưởng, quan chức quốc phòng của hơn 50 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi sẽ là người phát biểu dẫn đề trong buổi khai mạc đối thoại Shangri-La 17 và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông James Mattis dự kiến sẽ có bài phát biểu tổng quát về vai trò của Mỹ và những thách thức an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại phiên thảo luận đầu tiên sáng 2 tháng 6. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết đối thoại Shangri-La lần thứ 17 sẽ có 5 phiên thảo luận chính thức, bao gồm vai trò lãnh đạo của Mỹ và các thách thức an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chống leo thang khủng hoảng Triều Tiên, định hình trật tự an ninh đang biến đổi của châu Á, những khía cạnh mới của chủ nghĩa khủng bố và hoạt động chống khủng bố, nâng cao chất lượng hợp tác an ninh khu vực. Bộ Ngoại giao Nga ngày 30 tháng 5 bày tỏ vui mừng khi biết tin nhà báo Nga, ông Arkady Babchenko còn sống sau vụ ám sát bất thành. Song khẳng định Ukraine đang sử dụng câu chuyện mưu sát nhà báo này để phục vụ cho mục đích tuyên truyền của mình. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giới chức Ukraine cho biết nhà báo Babchenko còn sống và ông này đã xuất hiện cùng ngày trong một cuộc họp báo về vụ việc trên. Trong cuộc họp báo, nhà báo Babchenko cho biết ông là một phần của một chiến dịch đặc biệt của Ukraine và ông hiện rất ổn. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 5, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, ông Vasyl Pristak cho biết, cái chết giả của nhà báo Arkady Babchenko là một phần trong chiến dịch đặc biệt để ngăn chặn trước một âm mưu thật sự nhằm ám sát người này. Theo ông Pristak, cơ quan an ninh Ukraine đã làm giả vụ ông Babchenko bị sát hại nhằm truy bắt kẻ đã tìm cách giết nhà báo này. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 31 tháng 5, khu vực tỉnh đang duy trì kiểu thời tiết nắng mưa đan xen. Thời điểm đêm và sáng có mưa rào và dông. Trong cơn dông còn có thể xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Tình trạng thời tiết này vẫn sẽ duy trì trong những ngày tới. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 6 năm 2018, mực nước cao nhất 375cm xuất hiện lúc 4 giờ 0 phút, thấp nhất 70cm xuất hiện lúc 21 giờ 50 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau chương trình là bản tin theo nhịp bóng lăn. Mời quý vị theo dõi.